Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, những người được tôi luyện trong môi trường quân đội, hầu hết họ có bản lĩnh vững vàng, họ cống hiến vì mục tiêu lý tưởng và danh dự nên sẽ gạt hết những cám dỗ tầm thường. Sẽ không ai, thế lực nào mua chuộc hoặc dẫn họ vào tình thế mâu thuẫn, mất đoàn kết trong chính môi trường của họ. Họ chính là những người hiểu hơn ai hết, mỗi ngành đều có chức năng, nhiệm vụ và là mắt xích quan trọng tạo thành sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Vì sao Phan Chí Đỉnh nhắm vào Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam của Đỗ Hải Triều. Hẳn mọi người còn nhớ số phận của cuốn sách Gạt Ma Vòng Tròn Bất Tử bởi lý do nội dung sai lệch lịch sử đã gây phẫn nộ đối với các cựu chiến binh, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo quần chúng nhân dân. Trong sự việc này, Phan Chí Đỉnh nổi lên với vai trò là tay sai đắc lực để quảng bá cuốn sách khi đó bị cấm xuất bản. Mặt khác, ông ta còn được sử dụng để đăng đàn miệt thị, xúc phạm những ai phát hiện, phản đối cuốn sách dị tật đó. Tất nhiên, ông ta đã thực hiện đúng bài mà ngụy sử đưa ra, đó là túm những người có tóc. Vậy nên, chúng chỉ nhắm vào những người có uy tín, có vị trí trong xã hội và có trình độ lý luận, những cán bộ trong cơ quan nhà nước, quân đội để dập tiếng nói đấu tranh của họ. Việc cuốn sách khi đó bị cục xuất bản, in và phát hành ra quyết định thu hồi cũng đồng nghĩa làm thất bại việc thu lợi nhuận của nhóm ngụy sử sách. Thế nên ông Đỉnh càng cay cú, hung hăng, tìm mọi cách để làm mất uy tín của những người có tóc. Rồi đến sự kiện 30 tháng 4 1975, dù đã được Tổng cục Chính trị trước đó đã kết luận, nhưng vì lý do nào đó mà giờ đây có những ý kiến phải trả lại sự thật cho lịch sử. Riêng điều này, cá nhân tôi không tham gia phân tích bởi không được chứng kiến, nhưng có một cảm nhận và điều ai cũng thấy đó là cứ đến dịp 30 tháng 4, thay bằng việc hân hoan chào mừng, thì có thế lực lại cố tình pha loãng bằng chi tiết ai là người soạn thảo lời đầu hàng cho Dương Văn Minh. Trắng trợn và bạc nhược hơn lại có quan điểm cho rằng ngày 30 tháng 4, bộ đội ta tiến vào Dinh Độc Lập giải phóng Sài Gòn, khi đó hoàn toàn bỏ ngỏ, không có sự chống trả nào của quân đội ngụy Sài Gòn, rằng Dương Văn Minh chính là người có công trong buổi trưa 30 tháng 4. Đây là sự đánh tráo lịch sử, rũ bỏ sự anh dũng hy sinh của quân và dân ta đối với chiến thắng 30 tháng 4 1975. Đỉnh điểm và gây bàn cãi nhiều nhất từ sau khi bộ phim Sự Thật Trưa Ngày 30 tháng 4 1975 đã gây ra sự phân hóa trong xã hội và hình thành hai phe rõ rệt, gây chia rẽ trong lực lượng, cựu chiến binh giữa những người từng gắn bó cùng nhau trong chiến tranh ngày trước và hiện nay trên không gian mạng. Và cũng tương tự như cuốn sách dị tật nêu trên, Phan Chí Đỉnh vẫn giữ vai trò quảng bá và chửi bới xúc phạm những ai không cùng quan điểm là bên Bắc Tùng và ủng hộ bộ phim. Với tôi, ngay từ đầu tôi đã không tham gia phán xét và cũng không xem bộ phim, chỉ hỏi ông Đỉnh bộ phim này đã được cấp có thẩm quyền thẩm định chưa? Nếu chưa được thẩm định thì dựa vào đâu để khẳng định tính khách quan, chân thực và ý nghĩa lịch sử của bộ phim? Và nếu chưa được thẩm định mà cho phép phát trên sóng truyền hình thì đúng hay sai? Sau những lùm xùm xảy ra, đã có những ý kiến đề nghị lần nữa sự việc cần được làm sáng tỏ, dù bên nào đúng cũng cần được bảo vệ. Sai cần xử lý cho phù hợp. Vậy tôi hỏi Phan Chí Đỉnh, tại sao khi chưa có kết luận của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam mà ông lại tấn công và miệt thị Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị với những lời lẽ xúc phạm không thể chấp nhận được? Nên nhớ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nên không có chuyện cá nhân ai tự quyết định được việc này. Với hiểu biết hạn hẹp của tôi thì cũng hiểu rằng sẽ có một hội đồng bao gồm các chuyên gia, cơ quan nghiệp vụ thẩm định, kết luận và tầm của Tổng cục Chính trị giải quyết, thì với một người có lương tri rách nát như ông càng không đủ tư cách để bắt bẻ. Tôi hy vọng sẽ có kết luận lại lần nữa để làm rõ vấn đề, để chấm dứt tình trạng đám ngụy sử và lũ chống phá đất nước ăn theo và gây nhiễu. Vậy nên ông cũng cần chuẩn bị sẵn tinh thần sau khi có kết luận lại là hết kiếm ăn, nghe chưa? Trở lại với câu hỏi trên tiêu đề bài viết, với nhận định của mình, tôi cho rằng, thứ nhất, ông Đỉnh thực hiện ý đồ chia rẽ đoàn kết ngay trong chính nội bộ quân đội bằng cách miệt thị cán bộ chính trị, làm cho các quân nhân nếu không tỉnh táo sẽ sa đà vào mổ xẻ ngành nào có vai trò quan trọng hơn. Thứ hai, từng bước xúc phạm làm mất uy tín các đồng chí tướng lĩnh, các đồng chí sĩ quan cấp cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam để đồng thời rửa tội cho lính ngụy và cụ thể là tấn công Ngô Đình Diệm, Dương Văn Minh. Thứ ba,
Phan Chí Đỉnh xúc phạm Trung tướng Trịnh Văn Quyết, nhưng thực chất là hạ thấp vai trò của Tổng cục Chính trị, sâu xa hơn nữa là tiến đến âm mưu phi chính trị hóa quân đội và đánh vào nền tảng tư tưởng của đảng ta. Thứ tư, sử dụng chiêu bài đánh phủ đầu nhằm hướng lái kết luận theo ý của nhóm xét lại lịch sử và theo ý của những người bên Bắc Tùng. Tất cả những ý đồ trên, tôi và cộng đồng mạng đã nhận rõ, vậy nên Phan Chí Đỉnh và đồng bọn sẽ không bao giờ thực hiện được, bởi lẽ những người được tôi luyện trong môi trường quân đội, hầu hết họ có bản lĩnh vững vàng, họ cống hiến vì mục tiêu lý tưởng và danh dự nên sẽ gạt hết những cám dỗ tầm thường, sẽ không ai, thế lực nào mua chuộc hoặc dẫn họ vào tình thế mâu thuẫn mất đoàn kết trong chính môi trường của họ. Họ chính là những người hiểu hơn ai hết, mỗi ngành đều có chức năng, nhiệm vụ và là mắt xích quan trọng tạo thành sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.